chi tụi con má bưng đồ ăn sáng. Trời đất ơi, không lẽ tôi nấu hai chén súp mà nó không hiểu gì vậy trời? Miệt mài gì mà nó chưa mệt mỏi hả? Đau hả em, đau hả? Trời, sức người chứ phải sức trâu sức bò sao mà khỏe dữ vậy trời. Không làm phiền tụi con nha. Tự nhiên đi con. Không tin được nghe. Sức đâu mà chịu nổi vậy trời. Cả một đêm rồi bữa nay sáng đã chị. Chuột, chuột. Xong rồi mệt quá. Thôi anh đi ngủ nghe. Sao tiếng động vẫn còn ta? Không lẽ hai đứa này nó giảng dĩ dữ kìa trời. Mình cố tình làm tiếng động để nó nghe là nó biết ở ngoài này có người. Nó giảng lại. Mà sao? Em này đừng có đụng với anh. Em này bạo lực quá. Chuyện gì khó hiểu quá. Anh xin lỗi. Sao nó ngủ nó vậy? Em này, đừng có đụng với anh. Em tiếng này, động. Bạo lực quá à. Trời đất ơi, thì ra là... Dậy, dậy. Phân ấm kia dậy luôn. Dậy luôn. Nè, ôi nè, trời sao vậy? Vậy là sao? Đang ngủ mà, hai đứa đang ngủ mà. Hai đứa đang ngủ hả? Hai đứa đang ngủ hả? Bác ơi, bác ơi. Cái này là cái gì? Điện thoại, hả? Điện thoại, cái điện thoại. Cái điện thoại hả? Âm thanh gì ở trong đây? Dạ. Đứa nào? Đứa nào bại ra vô đây? Đứa nào? Má bình tĩnh, má bình tĩnh. Con sẽ nói nhưng mà má hứa với con nói ra cái chuyện này. Má đừng có bực tức, má đừng có lên tăng sóng. Đừng có nói nhiều, nói liền. Dạ, cái chuyện nó là như vậy nè. Chuyện giờ đi quá xa rồi. Không biết đường quay về sao luôn. Giờ sao giờ? Sao trong tình thế này bà cứ ngồi im như là không có chuyện gì xảy ra vậy? Trong cái giây phút này thì tôi không biết làm cái gì nữa, ông hiểu không? Cái lúc là cần biết mình phải làm cái gì thì bà lại nói bà không biết làm cái gì. Mệt quá, tôi tính hoài bây giờ tôi tính không nổi nữa luôn rồi đó. Tính nổi luôn hả? Thấy vậy nha. Thôi bây giờ mình phơi ra hết đi. Mình thú thiệt với má ông đi. Rồi mình nói cho má ông biết. Nói chung là mình có bao nhiêu mình quà tẹt đó đi. Bạn Hiền, mình nói thiệt với bạn nghe. Nếu mình làm được cái điều này, mình đã làm từ rất lâu rồi. Mình không có nhờ giả bạn. Rồi mình đem bạn về đây để bạn sống cuộc sống khổ sở, để bạn phải lừa dối ba má của mình với đứa em của mình. Mình nói bạn nghe nè, cái cách đó không có được. Tôi thấy không có gì là không được luôn á, thiệt á. Bây giờ ông cứ khóc lóc hay gì đó, ông nói thiệt cho ba má ông nghe. Rồi mình ngồi á, mình thí dụ mà thời gian đầu tiên thì chắc chắn là nhiều khi cũng sốc thiệt. Nhưng mà nói từ từ ba má ông hiểu thôi à. Không được đâu. Ba má tôi, bà hiểu rồi đó. Đam mê con cháu đầy đàn, lúc nào cũng muốn tôi lập gia đình, có vợ, có con. Mà giờ tôi nói ra cái chuyện đó, ba má tôi mà tức lên một cái là đổ bệnh một cái thiệt, nó tan nhà nát cửa luôn. Nó không phải đơn giản đâu. Tao nói nghe nè, bây giờ tôi nghĩ cái kế này nó hơi ghê một chút. Nhưng mà nếu mà ông ráng một chút á, thì mọi chuyện nó êm thấm. Tức gì vậy? Bây giờ ông chịu khó. Thôi, không được luôn nghe. Bậy bạ nghe. Không phải với tôi, hiểu không? Mà bây giờ hay là giống như bây giờ có nhiều người, người ta vẫn biết cái vụ mà đẻ mướn đồ này kia đó. Hay là bây giờ giả bộ trả tiền cho ai đi xong rồi xỉn một đêm đi, bấy bá hết chủ giá luôn. Ngu quá. Nè, đang bị nhốt đây, bắt ăn hai chén súp rồi đâu đi ra đi tìm ai, cái đâu vô đây thay thế. Không phải, ý tôi nói là bây giờ á, sau cái vụ này mình ráng giải quyết xong rồi, ông tìm đại ai đi rồi hợp thức hóa cái chuyện này luôn.
Không có được. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa cho bà nghe nè. Ba má của tôi á, rất là thương tôi. Mà không phải thương theo kiểu bình thường. Bởi vì tôi còn thằng em nữa. Mà thằng em tôi nó cũng không có bình thường. Thấy nó cao ráo đẹp trai đó, nó rất là ít nói. Mà nó ít nói thôi nghe, mà nó nói ra cái câu nào vô duyên câu đó à. Mà lúc nào nó cũng tưởng nó hề hước vui nhộn lắm kìa. Tôi là niềm tự hào của ba má tôi. Ba má tôi đi khoe khắp làng khắp xóm là ba má tôi có một thằng con trai cao to đẹp trai, học rộng ở thành phố, làm cái này cái kia, nở mặt nở mày với bà con hàng xóm. Bây giờ lộ ra cái chuyện tự nhiên thằng con trai của ba bị cong queo cong quéo vậy, thiệt ba má tôi hụt hẫng. Không, ông cái này là tại vì thực ra là tôi phân tích cho ông với tư cách của một người ngoài nha. Ông là người ở trong chăn cho nên là ông thấy cái chăn này nó quá chật chội thôi. Chứ tôi thứ nhất là tôi thấy ba má ông rất là dễ thương. Rất là dễ thương mà kiểu sởi lởi thoải mái lắm. Ông đang tự mà kiểu gò mình lại, hiểu không? Kiểu là ông nghĩ là ông suy diễn là nếu mà ông nói cái này ra là ba má ông sẽ căng thẳng, sẽ bực bội, sẽ tức tối rồi sẽ đuổi ông ra khỏi nhà, thậm chí là lên cơn đau tim. Không phải đâu. Nhiều khi ấy, bây giờ ông cứ phơ ra thiệt luôn. Ba má ông sốc chút xíu vậy thôi, nhưng mà từ từ rồi sẽ nguôi. Rồi ba má nào mà không thương con, không lẽ bây giờ đánh ông, giết ông, làm gì ông, đúng không? Mình đợi thời gian chịu khó 2-3 ngày thì ba má ông giận. Nhưng mà xui theo thì cũng xong mà. Không được, đó là không có được. Tôi không có nói thiệt được. Bây giờ còn cách nào khác nữa không? Chứ tôi nhìn thấy cảnh hai chén súp này sao tôi ớn ăn quá. Mà tôi nhớ lại hai cái chén súp này rồi, thằng kia nó có nói chuyện gì chén súp cho tôi nghe rồi. Mà tôi nói thiệt, bây giờ hai cái chén súp này nè mà không ăn là không xong với má tôi đâu. Má tôi bỏ công bỏ sức ra nấu hai cái chén súp này với một cái hy vọng là mình ăn vô mình hưng phấn lên, mình làm những cái chuyện đó để cho má mau có cháu, đúng không? Bây giờ cái trước tiên của mình là mình phải giải quyết hai chén súp này xong mình mới giải quyết được cái chuyện kia. Ý ông là ông đòi ăn hai chén súp này hả? Họ không giỡn nha. Ê nè đừng có hả, đừng gài kèo tôi nha. Bây giờ mình ăn đi xong mạnh ai nấy ngủ rồi không có giải quyết gì hết. Sao mà được, ăn xong rồi hả, mình đâu có biết cái tác dụng của cái thuốc này nó như thế nào. Lỡ như là nó hừng hực rồi. Mình không kiềm chế được ghê lắm. Ừ rồi mất công rồi, ông làm gì tôi nữa. Hay là bây giờ mình đổ ra cửa sổ đi. Khủng quá, đổ ra cửa sổ xong rồi sáng mai má ông đi vòng má ông thấy cái biết đâu cái này là mua mất tiền lắm rồi đổ này kia má ông buồn rồi này. Ê, hay là mình cứ để đó đi, rồi sáng mai má tôi mở cửa vô cái mình chơi chiêu dương đông kích tay, mình nói chuyện với má ông tập trung cái một trong hai đứa lấy hai chén súp bỏ chạy ra ngoài là xong. Ok vậy đi, quyết định nằm xuống ngủ đi, rồi ngủ đi rồi mai tính hai chén súp. Nhưng mà cái phòng tôi có một cái gối à, thì bây giờ tôi nhường cho bà cái gối, nằm đi nằm ngủ đi. Ngủ đi. Rồi cái gì mà cứ chăn trở không nằm vậy? Cái gì nữa vậy? Không, được. Tôi nằm xong tự nhiên tôi quay qua tôi nhìn thấy ông, tôi thấy nó ghê quá ông ơi. Tôi là người không phải là quỷ đâu mà ghê không nha bà. Không phải, bình thường ở trên thành phố thì không nói. Nhưng mà tự nhiên giờ đang nằm đây quay qua, xong rồi biết đâu tự nhiên giờ ông đang công, xong rồi ông ngủ giấc, ông đổi ý vậy ông thẳng cái chết cha tôi luôn á. Trời ơi, lúc có khó khăn mà cũng nghĩ ra cái chuyện đó được. Nghe nè, tôi nói cho bà biết, ở thành phố lâu lâu tôi cũng qua tôi ngủ chung giường với bà hoài có gì đâu. Trên thành phố nó khác, nhưng mà ở đây nè không, đêm khuya dế kêu rồi tất cảnh sinh tình rồi. Thôi, tôi ghê lắm ơi. Được rồi, tôi hiểu. Tôi cũng hiểu, tôi trời, sợ. Kiếm cái gì nằm đi nằm. Tôi biết rồi. Trong này lúc nào cũng có thêm một cái bộ giường chiếu riêng. Tôi lấy ra tôi nằm dưới đây tôi ngủ, bà nằm trên đây ngủ. Mạnh ai nấy ngủ, không có liên quan tới ai, hiểu không? Làm sao làm đi. Đợi tôi đi, tôi vô tôi lục lọi đồ. Miễn là đừng có đụng gì tới cái giường này của tôi, cái này là của tôi. Ê, cái này người ta nói gì đúng không? Trong cái khó ló cái vàng đó bà nội. Rồi giờ sao? Làm gì? Thì chảy ra. Bà sợ nằm đối diện mặt tôi nằm dưới đất cho bà vui. Đúng không? Đứa trên đứa dưới. Thôi vậy đi. Thấy ghê không? Trong cái khó ló cái vàng. Bây giờ nhiệm vụ của bà là ngày mai cầm chén cháo đi giấu. Tôi là dương đông kích tay, hiểu không? Rồi giờ mạnh ai nấy ngủ nghe. Ê khoan. Lên lại. Má tới hả? À? Không nha. Mình có thể né được một bữa, nhưng mình không thể né được 10 bữa.
Nếu như mục đích của má ông là muốn coi coi mình có tò te tú tí gì không, hiểu không? Nếu mà phát hiện ra là mình không có cái gì hết thì thế nào má ông cũng sẽ tiếp diễn cái chuyện này lại lần nữa. Mà lần sau tôi nghĩ sẽ nặng đô hơn lần trước. Vậy giờ sao ta? Bây giờ... Ê! Vậy là giờ mình phải đóng kịch. Đóng kịch cái gì? Mình đóng kịch làm chuyện đó với nhau. Biến thái quá! Ôi, đóng kịch cái bà gì bà nha, tôi nghi lắm nha. Nãy giờ là bà ham muốn, bà cứ lợi dụng cái chuyện đó. Bà cứ hôi hoài. Tôi có nói tôi làm cái chuyện đó với bà hồi nào đâu. Thì ông kia đóng kịch là cũng phải... Tức là mình tạo ra cái âm thanh để cho má tôi ở ngoài nếu có rình có nghe thì tưởng là mình đang làm cái chuyện đó. Hiểu không? Tạo ra âm thanh hả? Ừ. Bây giờ âm thanh ở đâu? Hay nha. Yeah. Để mình coi nó ăn hai chén súp có hiệu quả hay không. Em này, đừng có đụng với anh. Em này, bạo lực quá à. Công nhận hai chén súp hải sản hiệu quả thiệt. Chúc tụi con hạnh phúc nghe. Thôi yên tâm nhiệm vụ. Sao hả? Em đau hả? Anh xin lỗi. Xong rồi, mệt quá. Thôi anh đi ngủ nghe. Cái gì sớm vậy em? Đi mà. Ôi mẹ, ôi mẹ. Rồi xong rồi đó. Ui. Kìa. Bây giờ là yên tâm mà đi ngủ. Trời ơi, công tình tôi nấu cho nó hai cái chén súp để cho tụi nó ăn, mà bây giờ nó qua mặt tôi kìa. Trời đất ơi, Dũng ơi là Dũng. Trời ơi, Dũng ơi! Đi ra đây lẹ! Đi ra đây! Cả nhà tập hợp! Trời ơi! Bây giờ tôi về thành phố liền có được không? Trời ơi, đây không phải là sự thật. Ông ơi, ông nói tôi đây là tôi đang mơ đi ông ơi. Cái này là không phải sự thật, tôi không chấp nhận sự thật này. Bà ơi, tôi lại bà đó, bà bình tĩnh lại giùm cái đi. Trời ơi, bà giữ gìn sức khỏe của bà đi, bà đừng có nóng viện nguy hiểm lắm. Bình tĩnh sao nổi mà bình tĩnh. Ông ơi, ông đâu có đẻ nó ra đâu mà ông biết cái nỗi đau khổ của người mẹ. Biết tôi mà. Tôi 9 tháng 10 ngày tôi cu ma nó trong bụng rồi, tôi bánh đồ tôi đẻ nó ra. Từ nhỏ tới lớn tôi nuôi nó, tôi dạy nó cho nó ăn, nó học, nó trưởng thành. Điều mơ ước tôi là cho nó có vợ có con như người ta. Tôi có mơ ước gì cao sang đâu mà tại sao vậy? Tôi đã có dạy nó làm sai cái gì mà tại sao bây giờ nó lớn lên nó sai như vậy ông ơi? Bà bình tĩnh lại, bà bình tĩnh đi bà. Má, con không có sai, má con không có dạy sai con đâu. Con đang sống đúng lắm á. Đúng cái gì mà đúng? Trời ơi, tại sao vậy? Ông cô ấy đó, nó đàng hoàng, nó nghiêm trang, nó cứng rắn, mà nó không phải là một người đàn ông. Má! Này! Ồ, chuyện gì mà căng dữ vậy ta? Lấp ló gì đó, bỏ mày vô hay để thả? Ủa, bà nói ai y như bà nói mình vậy ta? Má con nói cô đó, một là cô vô thẳng, hai là cô đi về thẳng đi. À, cô quyết định đi vô. Chị ơi, cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chuyện gì cũng có thể thay đổi được mà chị. Trời ơi, bà liệu làm sao mà thay đổi được? Bà coi thằng con tôi đi. Đẩy nó đây. Nhìn nó cứng cáp, nó đứng như vậy, nó trang nghiêm như vậy mà nó đàn ông không phải là đàn ông. Chị nói cái gì? Con chị nó cứng cáp, nó trang nghiêm vậy, đàn ông không phải đàn ông. Vậy là thẳng không phải thẳng là công, công ấy là gay hả? Ủa gì? Vậy con chỉ là gay hả? Tôi nói rồi nào? Thì chị nói đó, đàn ông không phải là đàn ông.
thì là không thẳng thì cong, cong là gây. Trời ơi, cũng chỉ phải chi mà chị biết như vậy rồi chị để cho nó nói sự thật như vậy thì đáng lý ra là nó phải dẫn bạn trai về, với tại sao phải dẫn bạn gái về để chi tùm lum tà la xảy ra vậy? Trời ơi, bà nói cái gì vậy? Bà liệu bà phê ai? Phê của chị. Nhưng mà tôi nói con như vậy là con sai, con sống sai lắm, con biết không? Sai quá sai luôn đó. Con thấy đâu có sai gì đâu cô Liệu. Anh Dũng á, ảnh sống vậy là ảnh sống đúng với bản chất thật của ảnh, ảnh không có giả dối gì với ai hết trơn á. Với lại cái chuyện này con thấy bình thường mà. Tại vì ở dưới quê của mình á thì còn thành kiến thôi, chứ ở trên thành phố cái chuyện này là hết sức bình thường luôn. Con nói cho cô nghe nha, bây giờ hả, thực vật, cây cỏ hay là động vật, nói chung là nhiều thứ lắm, nó có lưỡng tính. Nếu vậy thì tại sao con người không lưỡng tính được? Nín, cô nghe, tôi yêu thương cô là tôi lầm lẫn rồi. Cô cũng hùa với nó gạt người lớn phải không? Hả? Dạ. À, Bảo Anh vô tội, cô không biết gì đâu, cái này là lỗi của con. Con nhờ Bảo Anh về đây đóng giả vai bạn gái của con, tại vì má lúc nào cũng đòi con phải lấy vợ hết, mà con sao lấy vợ được? Con xin lỗi bác ơi, cái chuyện này không có nói nhiều. Đi ra khỏi nhà tôi muốn chấp nhận, tôi không muốn thấy mặt mấy người nữa. Trời má, ơi, chị ơi, bình tĩnh. Má, sao tự nhiên má đuổi Bảo Anh đi vậy? Bảo Anh muốn giúp cho anh hai thôi mà, Bảo Anh có làm gì sai đâu. Con có phải là con của má không? Tại sao con không bên má mà bên người ngoài? Bảo Anh là người ngoài nào? Đối với con, Bảo Anh không phải là người ngoài. Là sao? Bảo Anh là... là chân ái của con, là tình yêu của con đó. Hả? Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Tôi nghe qua như là sét đánh ngang tai tôi vậy. Bảo Anh là chân ái của con, là người yêu của con. Ê, hiểu rồi. Vậy là thằng anh dẫn bạn gái về mà không phải là bạn gái thằng anh mà là bạn gái của thằng em. Trời ơi, sao bà dẫn tôi từ bất ngờ để tới bất ngờ khác vậy bà Yên? Trời ơi, trời ơi, tin hết luôn á. Trời ơi, bà không được đem cái chuyện nhà tôi mà đi bếp xếp đầu trên sớm dưới nghe chưa? Trời ơi, sao bây giờ tôi không muốn thấy mặt mấy người đó, đi hết. Đi bác ơi, nhà tôi đi. Con xin lỗi bác mà bác. Đi hết đi, tôi không muốn gặp mặt ai hết trơn. Mọi người đều gạt tôi trong nhà này, mọi người coi tôi không có ra nghĩa địa gì bây đó. Bây giờ bà, nè bà bình tĩnh là bà nghe để coi thằng Dũng nó nói như thế nào. Chuyện này con biết rõ ràng đúng không? Dạ, chuyện này là do con tác hợp cho hai em. À, có nghĩa là bây giờ là coi như thằng Sĩ không phải là giật bạn gái của con đúng không? Dạ không. Là cái này là con tác hợp cho em của mình với lại cái cô Bảo Anh này đúng không? Dạ đúng, cho nên bây giờ con xin má, con đã công khai giới tính của con rồi, thì con xin má cho con sống thật với giới tính của con đi. Không, tôi không chấp nhận. Thôi nó công khai rồi, cho nó sống thật đi chị ơi, chị làm khó quá, chị mất con đó. Mất thì cũng tôi cũng chịu, tôi không thể nào chấp nhận đàn ông con trai mà là không phải là con trai. Bây giờ tôi đuổi hết mọi người đi hết cho tôi. Chị bình tĩnh lại đi. Con gái mà chị đuổi nó như vậy là tôi đã nói lại với chị một lần nữa. Bà đến, tôi đuổi bà luôn. Bà nhiều chuyện quá, chuyện của gia đình người ta đi hết tất cả mọi đi hết. Tôi không muốn nghe ai nói, để tôi một mình để tôi thôi. Đó coi tự nhiên sao đuổi dính líu tới tôi nữa trời. Đuổi di chuyện quá vậy, từ bên đây lây qua tới bên đây. Bà làm như là bệnh dịch vậy. Trời ơi, lời nói tôi như gió thoảng mây bay. Tôi đuổi tất cả mọi người mà sao không ai đi hết vậy? Bà nói đúng không rồi. À, bà để cho con nó nói thử coi. Má đừng có trách anh hai mà má, đừng có đuổi tụi con đi mà má. Tụi con chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi mà. Trời ơi, vậy mà tốt cái gì, tôi không thể làm chấp nhận được. Tôi nói không ai đi hết, không ai đi hết thì tôi sẽ đi cho mấy người vừa lòng. Má ơi, má chị em, đi đâu chị? Bây giờ tôi nói anh nghe vậy nè. Trời ơi, ở đâu nữa vậy? Ngồi gì nữa là mà vợ mà tôi biết rồi, anh đừng có hốt hoảng, để tôi tính. Mà cái nhà này đâu còn chuyện gì nữa để hóng ở đâu, hết chuyện rồi. Bởi vì tôi không hiểu sao chuyện nhà tôi chứ tôi không có lo bằng chuyện nhà anh. Nó khổ cái gì đó. Ai mượn vậy? Đúng, anh được cái là anh nói rất đúng. Tôi nhiều chuyện thì cũng có, nhưng mà tôi qua nhà anh tôi hóng chuyện thì cũng có luôn đó. Nhưng mà không hiểu tại sao cái chuyện này tôi hóng xong rồi tôi không muốn kể lại cho ai nghe hết. À, cái này đúng nè. Ê, anh biết rồi, trong xóm này ai cũng thích gặp tôi để chi. Tôi kể chuyện cho nghe không? Mà tôi hóng chuyện của nhà người này tôi đi kể cho người khác nghe là cái tôi kể cái gì? Tôi kể chuyện vui, kể chuyện hề hước, để cho cuộc sống này nó thêm đầy màu sắc vui tươi, tinh thần nó thoải mái chút, chứ không phải là tôi nhiều chuyện để cho người ta cảm thấy xích mích lòng nhau rồi người ta gây hấn với nhau. Cái chuyện đó không có, anh hiểu không?
Ơi mà cái chuyện này lo thiệt chứ. Anh sao mà cứ thở dài xong rồi lại thở dài. Thôi bây giờ anh nín thở giùm tôi chút xíu được không? Ngừng thở hả? Ừ. Ngừng thở sao ngồi đây được? Chết đó, chết đó, chết đó. Ý tôi nói ngừng thở là đừng có thở dài nữa. Đàn ông đàn an trong nhà gì mà tôi nói yếu nhớt như cọng bông thiêu. Thật sự lúc này mới cần anh nè. Ủa sao bà biết tôi yếu? Em liệu. Đi má, đi đừng mà má đi. Má ơi má, má đuổi con đi thiệt hả má? Đi ra khỏi nhà má, tôi. Đừng mà má. Má, tôi không có một đứa con như anh. Nghe chưa? Đi ra khỏi nhà tôi. Má thà chấp nhận mất một người con như con, chứ má không chấp nhận có thêm một người con như con hả má? Đúng, tôi đẻ ra là thằng con trai, chứ không phải là một thằng con trai mà tánh tình đứa con gái. Đi nghe, đi cho khuất mắt tôi nghe. Thôi bà ba. Ông giúp tôi ra đây mà tôi thấy mấy người còn ở đây là mấy người chết với tôi đó. Thôi bà đây ba. Đây. Mà mày đi hỏi đâu đây? Lỡ má rồi đâu. Thôi mà, đừng có đi mà. Trời ơi bác ơi, bác ơi anh Dũng đi nè bác ơi. Ở lại đây đi, tụi em bảo vệ anh hai. Đừng đi mà. Đi thiệt hả? Ngoài kia nhiều cạm bẫy lắm. Ủa bà, sao trong nhà ông nội tự nhiên ra đây ngồi buồn xo vậy? Bà rất là buồn. Má con đuổi anh hai con đi rồi, ba cảm giác nó làm sao á. Ủa rồi hai đứa tụi con định đi đâu vậy? Tụi con đang định đi kiếm anh hai nè. Gọi điện thoại cho anh hai hoài mà không có được. Không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Kiếm nhưng mà kiếm ở đâu bây giờ? Làm sao mà kiếm đây? Đang tính tới đồn công an hay ông mấy mình đăng tin tìm trẻ lạc trên đài truyền hình đi ba. Trời mấy cái đó có hiệu quả không con? Mình có tốn kém dữ lắm nhưng mà có hiệu quả không? Nhắm anh hai con coi truyền hình hay không rồi anh hai làm sao biết được là ở nhà mình đang tìm kiếm anh hai con? Dạ thôi bác ơi, thực tình đó là cho dù bây giờ có đăng tin tìm kiếm hay là cái gì đi nữa cũng vậy thôi à. Tại vì cái mấu chốt vấn đề ở đây là bác gái không có chấp nhận cái sự thay đổi của anh Dũng như vậy. Cho nên là bây giờ nếu mà cho dù có kiếm về, cái mấu chốt vấn đề mình không giải quyết được á, thì cái chuyện này nó có sự tái diễn đi, tái diễn lại. Rồi gia đình lúc nào cũng căng thẳng, không có vui với nhau. Ôi đó ba, má đang căng lắm sao má chấp nhận được. Tự nhiên nào giờ anh hai là con trai, cái giờ tự nhiên nói cho má biết anh hai là con gái, sao mà má chấp nhận được hả ba? Thì đó là vấn đề đó, đó là cái khó khăn nhất hiện tại bây giờ. Má con bà không thể nào chấp nhận được cái chuyện này. Nếu bà chấp nhận thì bà không có làm cái chuyện nó ì xèo như vậy đâu con ơi. Vậy cho con hỏi, thí dụ bác gái không chấp nhận nhưng mà bác trai thì sao? Đó là giới tính của nó trời xanh rồi, làm sao mà mình con không chấp nhận con không được. Bởi vì đó là cái giới tính của nó rồi, con hiểu không? Vậy là con cũng cảm thấy nhẹ nhõm được chút xíu á. Tại vì ở những gia đình khác á, người cha mới là người mà kịch liệt phản đối cái vấn đề này. Còn bây giờ bác trai cảm thấy là bác trai có thể hiểu được cho anh Dũng, vậy là tốt rồi. Với lại ông Dũng á, thì coi khùng khùng tưng tưng như vậy thôi, nhưng mà như con nít á, chứ lại nhạy cảm dữ lắm. Bao nhiêu lâu nay ở trên thành phố á, lâu lâu người ta cũng kiểu trời ơi sao mà coi bộ không với đàn ông phải không, thế này thế kia. Dũng cũng mắc cỡ, cũng ngại ngại. Tại vì họ không có dám thể hiện ra bên ngoài, sợ gia đình biết. Rồi á, hàng xóm mọi người chê cười. Cho nên là lúc nào cũng giấu cái bản chất thật vô bên trong hết. Vậy là bao nhiêu năm nay anh tỏ ra anh cứng rắn với con là vì để anh che đậy cái yếu đuối bên trong của anh. Tội nghiệp anh quá. Anh gồng như vậy sao anh chịu nổi? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ hai đứa tụi con có cái ý gì không hả? Con nghĩ là bây giờ mình phải có một kế hoạch gì đó rồi ba. Mình phải làm sao để xoa dịu má, làm sao để má có thể chấp nhận được anh hai thôi ba. Khó là nằm ở chỗ đó, cái chỗ đó là cái chỗ khó nhất đó. Làm sao để má con cảm nhận được rằng đây không phải là nó muốn, mà là cái giới tính trời xanh đã như vậy rồi, nó phải chấp nhận rồi. Làm sao cho má con chấp nhận mới là vấn đề nè. Bây giờ nhưng làm mà sao phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng bác ơi. Tại cái chuyện này á, mình không có nói suông được đâu nha. Ba là người hiểu má nhất, nhưng mà ba cũng là người sợ má nhất. Nhờ ở căn nào đến giờ là má quyết định cuộc đời ba. Đúng rồi, đúng, bây đúng, giờ đúng, ba đúng. Đâu có làm gì được đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi đúng được rồi, để tụi con ngoài cuộc tụi con sáng suốt hơn, để tụi con nghĩ một cái kế hoạch gì nè. Bảo anh không nghĩ ra được cái gì luôn nè. Có cách gì không? Con có con.
Cái chuyện quan trọng nhất là má không chấp nhận anh hai từ thằng con trai biến thành một đứa con gái. Thì bây giờ mình làm cho anh hai thành một đứa con gái gạt luôn. Ừ sao ha mà, sao? Không, cũng hợp lý bác. Bác, bác được thành hả? Con gái coi như là bây giờ trong ngoài gì cũng là con gái hết. Ủa? Con gái 100% luôn. Chính hãng luôn hả? Dạ. Chuyện này là có thiệt luôn hả con? Trời ơi, dạ, có thiệt má ơi. Người ta làm mà người ta đoạt giải hoa hậu luôn mà. Rồi mình lúc đó mình ăn nói với má của tụi con sao? Thì bây giờ anh thành con gái rồi, mọi người công nhận anh là con gái rồi, ảnh là một đứa con gái thiệt luôn. Dạ. Thì má phải chấp nhận thôi. Bác, nhiều khi con nghĩ là bác gái sẽ vui hơn đó nha. Thôi mấy giờ dậy đi, mình tính cái cách nó rẻ tiền hơn đi. Con với ba ra mướn chiếc xe taxi tông ảnh liệt hai chân đi. Sao? Má thấy ảnh tội nghiệp, má sẽ tha thứ cho ảnh. Điên khùng. Rồi, tự nhiên gây ra tai nạn rồi, biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra, tao mới vui cái vấn đề tai nạn. Bác ơi. Rồi đúng nó bị liệt luôn rồi sao? Bây giờ con thấy á, mình nên chơi cái chiêu gì mà đánh trực tiếp vô đòn tâm lý của bác gái. Đúng. Ý kiến con bé này rất là hay. Được rồi, yên tâm. Bác có cách. Sao bà không đem bình trà ra? Ông cũng có tay có chân, ông có làm công lên chuyện xuống gì đâu mà cái gì cũng kêu tôi. Thì tôi ra trước bà ra sau thì tiện tay bà bưng cái bình trà, cái ấm trà này kia mấy cái tách ra đây ngồi để tôi với bà uống trà buổi sáng phải nó đã không? Đã gì ai biết ông ngứa chỗ nào mà gãi? Thì giờ biết dạ, rồi dạ. Thì giờ... Đây, con mời hai bác ăn sáng, nóng hổi luôn. À, cảm ơn con. Dạ. Con mời bác gái. Không dám. Má. À, ăn đi bà. Ủa, hai đứa tụi con ăn chưa? Dạ, tôi có ăn rồi. Hồi nãy tôi có ăn bún bò Huế á. Trời ơi, thấy chưa? Mời chứ mà người lớn chưa ăn, mình đã ăn rồi. Tốt lành gì. Thôi mà, ăn đi. Bà không ăn rồi không có sức khỏe rồi bà bệnh rồi sao? Nè, tôi nói cho ông nghe, phải ăn chứ. Ăn nhiều mà có chứ sức khỏe để mà nghe những cái tin sốc, hiểu chưa? Trời ơi, tôi liên tưởng bữa nay tôi có linh tính là tôi sẽ nghe nhiều cái tin sốc dữ lắm. Mà nếu mà người yếu hả, lăn là chết đùng. Lộn, lăn đùng ra chết chứ phải lăn chết đùng. Ai, bà ăn ớt hồi nào vậy? Bà đâu biết ăn ớt đâu, tự nhiên bữa nay bà nói câu nào ra nó cũng ớt, nó cay quá trời cay là sao vậy bà? Tôi không ăn ớt, nhưng có người khác ăn ớt rồi họ trét lên mặt tôi nè, cho nên bây giờ vẫn còn nóng, vẫn còn cay đây nè. Thôi mà ăn đi mà. Thấm thoát mà anh hai đã đi được một ngày rồi. Trời đất ơi, học hành văn chưa kỳ cục vậy. Nó mới đi ngày hôm qua, là bữa nay có mới một ngày. Mà nó nói là mà người khác nghe thấm thoát tưởng là đi là nửa tháng, một tháng hoặc là mấy năm vậy. Dùng cái văn chương mà kỳ cục. Sao bữa nay ai làm gì tôi cũng thấy bực bội quá đi. Mà không biết á, bây giờ ở trên thành phố anh Dũng làm cái gì nữa không? Tội nghiệp ảnh ghê á. Ảnh ở trên đó chắc là bơ vơ lạc lõng dữ lắm á. Vậy hả? Ừ. Bảo anh cũng có thử liên hệ mấy người bạn ở trên đó mà không có ai thấy ảnh, không có ai liên lạc được với ảnh hết trơn á. Thôi chết rồi, anh tôi giờ sao rồi ta? Ôi, lo gì? Thì chê khách nhà quê không có đầy đủ tiện nghi, không có máy lạnh, thì lên thành phố ở mướn khách sạn ở cho nó sướng. Chuyện đó là chắc chắn không bao giờ có luôn á bác. Bác có biết không, tính của anh Dũng á nha, ảnh rất tằn tiện, tiết kiệm. Thậm chí ảnh có hay bị chửi là keo kiệt luôn á. Ảnh ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Bao nhiêu tiền của ảnh con hỏi là trời ơi, bây giờ làm ra tiền xong để tiền làm cái gì? Ảnh nói là đem về cho ba má. Vậy à? Dạ, đem về cho gia đình, cái gì cũng nghĩ cho gia đình hết. Bởi vậy cái chuyện mà ảnh bỏ tiền ra, ảnh mướn khách sạn, ảnh không bao giờ ở đâu. Thà là ảnh nằm vất vưởng ở ngoài lề đường á, chứ không bao giờ mà mướn khách sạn đâu bác ơi. Ôi đúng rồi, hồi nào giờ cũng chưa bao giờ thấy anh nói tới cái chuyện mà anh lấy tiền của anh đến đi du lịch hay là cái gì hết trơn á, anh keo dữ lắm. Mấy người nói vậy tôi nghe tôi xót ruột á hả? Không phải nó đâu. Lớn rồi ha, phải với con nít đâu. Thí dụ con gái người ta đi ngoài đường ha, đi bụi đời còn sợ người bị dụ dỗ. Con này đàn ông con trai mà sợ cái gì mà lo, trời ơi lo bò trắng răng. Không phải, cái chuyện mà hồi nãy Thế Sĩ nói là ảnh không đi du lịch á, cái đó không phải là cái chuyện tiền bạc không đâu nha. Cái chuyện tiền bạc chỉ là một phần thôi, còn cái chuyện lớn hơn là không ai đi với ảnh. Trời ơi,
anh không có muốn nhiều người biết cái chuyện của ảnh, không có muốn là biết cái bí mật của ảnh, với lại ảnh sợ là ảnh chơi với người ta riết á, rồi người ta biết được cái bí mật của ảnh, người ta sẽ dùng cái đó làm điểm yếu của ảnh, làm tổn thương ảnh. Cho nên hả, không một ai chơi với ảnh, mà ảnh cũng không chơi với ai luôn. Để coi coi ở trên thành phố hả, bác thấy không, bao la rộng lớn vậy đó mà chơi tưởng gì có ba người là tính luôn con rồi đó nha. Ba người xong thôi, là bây giờ con là còn hai đi ha. Con gọi điện cho hai người bạn đó mà không ai liên lạc với ảnh, không ai biết ảnh ở đâu luôn bác. Cái chuyện mà Bảo Anh đang lo nhất là gì biết không? Bảo Anh là cái người mà chơi thân với ảnh nhất. Đúng rồi. Ảnh có cái gì cũng tâm sự với con, thậm chí là bác thấy là ảnh còn kêu con về kêu con về đây, rồi bây giờ con ở đây, ảnh ở đó, không biết là có chuyện gì xảy ra với ảnh không nữa. Thấy thương quá à. Không biết bây giờ anh tôi đang ngủ dưới gầm cầu hay gầm xe nào nữa, trời ơi. Nó bậy bạ gì ấy, gầm cầu còn gầm xe gì đây. Nằm dưới nó ấm á má, chứ anh đâu có đi khách sạn đâu má, thấy không, giờ tội nghiệp ảnh quá má. Trời ơi mà lo cái gì, bây giờ nó ra ngoài đường rồi, nó không phải là con tôi nữa. Cho bây giờ nó có cái gì đó tôi cũng không quan tâm, hiểu chưa? Bà nói cái kiểu gì kỳ vậy bà? Nó là con của bà đó bà. Đúng rồi. Bà có biết cái miệng ăn mắm ăn muối bà nói nó linh lắm không? Dạ, dạ. Cho con xin phép con nghe điện thoại cái ai gọi vậy ta? Chắc gọi bút xô quá. Alo. Hả? Sao? Nói lớn lớn lên. Ai vậy? Anh Dũng hả? Trời đất ơi, anh đang ở đâu vậy? Hả? Anh đang ở đâu? Sức khỏe sao? Tình hình thế nào? Nó lớn rồi, nó lớn là cái gì mà sao thở không ra hơi vậy hả? Cái gì? Ôi trời đất ơi. Ba má ngồi đây, thế sĩ ngồi đây luôn. Cái gì? Trời đất ơi, sao mà giọng thều thào yếu dữ vậy? Yếu lắm rồi hả? Rồi bây giờ chuẩn bị tiền đúng không? Chuẩn bị tiền rồi biết rồi. Không anh mẹ, đang ở đâu? Có biết được cái chỗ nào không? Alo. Ủa, gì vậy? Cúp mất tiêu rồi. Vụ gì? Rồi cục. Thằng Dũng bị cái gì? Con không biết nữa. Anh nói chuyện mà thở mà cái kiểu giống như là có ai kề dao vô cổ của ảnh mà đang đe dọa ảnh hay sao đó. Anh chỉ kịp nói với con là bây giờ kêu gia đình chuẩn bị tiền. Khi nào mà ảnh gọi về, ảnh đưa địa chỉ là đem tiền lên chuột ảnh. Ảnh còn kêu là đừng báo công an, nếu không tụi nó sẽ khử ảnh nữa. Như vậy là thằng Dũng nó bị mắt bác cướp. Bà ơi. Dũng ơi. Trời đất ơi. Nè mọi người. Trời đất ơi. Mọi người canh tôi đó hả? Canh tôi mà tôi dậy mà. Bây giờ cho dù ai bắt tôi đi đâu cũng không biết là sao. Dậy. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Hả? Canh tôi. Mà giờ tôi dậy không ai biết gì hết trơn là sao? Thằng Dũng sao rồi? Dạ, cũng chưa thấy tụi bắt cóc nó nói năng gì hết. Mình cũng đã gom tiền chuột rồi này kia rồi. Bây giờ chờ tụi bắt cóc nhắn tin cái địa chỉ để cho mình gửi. Mà sao không thấy nó nói năng gì hết bác ơi? Tụi này sao mà nó làm ăn không chuyên nghiệp gì hết trơn á. Nó bắt cóc mình phải liên hệ với gia đình thường xuyên. Nó không có liên lạc với gia đình mình hết trơn. Con nghĩ tụi này nó làm gì đam mê á má. Mày điên hả? Bắt cóc mà gì đam mê, đó là phạm pháp, con hiểu chưa? Trời ơi, sao không ai xót xa thằng Dũng quá vậy? Trời ơi, con tôi không được, tôi phải đi báo công an. Bậy, trời ơi, tự nhiên bây giờ bà đi đòi báo công an, rồi mấy thằng đó nó biết được một cái là nó giết con mình luôn á, đừng có dẫn chơi hoài bà. Đúng rồi. Không báo công an giờ sao biết nó ở đâu? Từ từ, con nó có tin tức gì không? Má từ từ bình tĩnh đi, má bước lên đi, tất cả là do má hết đó. Sao mà dỗ thừa cho má? Tự nhiên nay Yên đang làm má đuổi anh hai đi làm chi? Má đuổi anh đi có nghĩa là má không quan tâm tới ảnh nữa. Má không quan tâm tới ảnh, để người ta bắt anh luôn đi. Liên quan gì đến má? Trời ơi chị, sao con nở làm nào nói với má vậy? Nói vậy kỳ quá à, bắt gái đau lòng đó. Trời ơi, con của tôi.
mang thai 9 tháng 10 ngày, ôm cái bụng đi nè đi nè, trời ơi cực khổ biết bao nhiêu. Ngồi cũng ngồi không được, cái mũi kinh hình sao ngồi được. Khi đẻ nó ra bên nuôi nó, không ăn không ngủ được. Mà lo cho nó từ nhỏ tới lớn. Thương ông ơi, mà tại sao lại nói là tôi đuổi nó đi, tôi không quan tâm tới nó. Trời ơi, Dũng ơi, Dũng ơi, đang Dũng về với tôi đây. Con ơi, bây giờ con là cái gì? Con là con trai, con gái, má cũng chấp nhận ơi con ơi. Dũng ơi, giờ này nó có ăn được gì không? Nó có uống được cái gì không? Hay là nó bị người ta trói đó? Thôi má bình tĩnh lại đi nè, khỏe khoắn rồi bây giờ ăn cái gì uống cái gì lên cho có sức khỏe đi nè, tỉnh táo rồi. Dạ, đúng mình rồi sẽ cứu đó. Được anh hai dạ, mà má. Bác phải khỏe mạnh thì mới tìm anh Dũng được chứ má. Không ăn, không uống gì hết. Trời ơi, lòng dạ nào mà ăn uống. Khi mình không biết con mình có được ăn hay không trời ơi. Dũng ơi là Dũng. Được. Thôi mà bác, con cản tôi. Thôi mà bác, để tôi đi, để tôi đi mà. Thôi mà bác ơi. Bà làm cái gì vậy mà bình tĩnh lại coi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tôi phải đi báo công an, còn không thì tôi phải mướn thám tử, tôi mướn giang hồ kiếm cô tôi về mới được. Trời ơi cái gì vậy má? Chưa có gì hết trơn má làm sòm sòm lên cái gì mà giang hồ gì ở đây trời. Trời ơi, chứ con má mà xót má đuổi nó đi trời ơi. Má phải đi kiếm. Thôi. Má khỏi đi kiếm con về rồi nè. Dũng con ơi, con có bị sao không con? Hả con có bị cái gì không? Có ai hành hạ đánh đập con? Má thấy con về đây, con đứng trước mặt má vậy là má biết con không bị gì rồi. Má còn hỏi giống như má chù ẻo con vậy. Không có chù ẻo mà xem ngay cái giọng con thiều tạo giống như sắp chết vậy. Anh làm như là con bị ai hành hạ có không? Có, má khóc, con buồn, con cảm động, con nói vậy thôi. Dạ, thôi tôi về là tốt rồi. Tốt rồi con ơi. Thái độ này là sao vậy? Sao người nào cũng dòm tôi như vậy? Thì ra mọi người gạt tôi đúng không? Còn có đâu. Thử là bà vậy thôi, thử coi cái lòng của bà như thế nào, thử coi cái ai đó có hiểu được ai đó hay không vậy thôi. Hiểu không? Mặc dù má thì ở ngoài miệng má nói cứng vậy nhưng mà đầu má đã nghĩ thoáng rồi. Trong cái chuyện này không có trách con được. Dạ. Đâu phải con muốn đâu, đúng không? Vậy là má chấp nhận hả má? Tại vì á, hồi xưa lúc tụi con còn nhỏ má có nói á, là lớn lên tụi con muốn làm cái gì cũng được, miễn sao mình làm bằng cả tấm lòng là mình hạnh phúc rồi, cho nên con mới làm như vậy. Đúng rồi. Con muốn con là chính con hả má? Đúng rồi, hãy là chính mình đi con. Xin lỗi anh hai, em bị vô duyên. Ừ vậy đi, mai mốt mày cứ buồn hoài, mày đừng có vui, mỗi lần mày vui là mày vô duyên à. Không. Thì ra chỉ là giấc mơ thôi hả? Sao mình lại đuổi nó đi chứ? Dù sao nó cũng là con của mình, đứt ruột đẻ ra mà. Dũng ơi, Dũng ơi.